đó là níu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hàn, nhất đọa linh hồn cư thủy 2000 năm. 2000 năm đọa làm nước để cho người ta giặt vũ đâu đó, coi như là để đền tội 2000 năm nhất đọa linh hồn cư thủy. Còn nhị đọa linh hồn cư thổ là làm đất, đó là nơi hà nè. Nhị đọa linh hồn cư thổ 2000 năm làm đất. Rồi tam đọa linh hồn cư kim thạch là 2000 năm nữa làm coi như là đất, làm đá, làm sắt. Rồi tứ đạo linh hồn đó là cư thảo mộc là 2000 năm nữa làm cây, làm cống. Cô bác anh em dùng đạo làm bùn, làm nước, làm cây đá trơ trọi giữa trời và kiếp thu. Rồi 2000 năm sau nữa là ngũ đạo linh hồn cư sanh vật, là ngũ đạo linh hồn cư sinh vật. Là bây giờ không còn 2000 năm nữa, nghe, không có quy định 2000 năm nữa, mà 2800 năm. Rồi bây giờ hỏi tại sao mà tới 2800 năm làm bùn, làm nước, làm cây đá, làm kim thạch, làm mình chấp nhận trả nợ không, trả quả không, nhưng mà tới làm con vật đó là vừa trả vừa dai. Ví dụ thừa triển pháp luân dụng phiến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, giải găn kẻ tục dược nê hà. Mà Đức Thầy vì lòng thương Lê Thứ, mà Đức Thầy ở đâu mà lại là về ở cõi Ta Bà mà thừa chuyển pháp luân? Mà pháp luân nó như thế nào mà Ngài là lại là thừa chuyển pháp luân dụng phiến ca, cảnh tỉnh người mê? Thì Đức Thầy dạy người mê cho tỉnh hay là Đức Thầy dạy người tỉnh? Giải găng kẻ tục dược nê hà, nê hà là cái gì? Nam mô Di Đà Phật. Anh Tư giải dùm. Nam mô Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng phó tay quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp. Và tiếp theo cái tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên, trong đó 4 câu thi. Và trong 4 câu thi đó quý vị mình được biết là 4 câu thi này không có nằm trong giống lý, vậy chứ nằm ở đâu cô bác anh em trong đạo? Nằm ở trong cuốn toàn bộ giáo lý, nhưng mà không có nằm từ cái sáng tác từ năm 1939 đến năm 1947, không có. Nhưng mà nó nằm ở ngoài bài phụ lục đó, cô bác anh em trong đạo. Ở ngoài bài phụ lục là những cái bài của Đức Thầy viết đó, là chưa có từng biết coi như là năm nào, tháng nào và ngày nào, mà chỉ biết coi như là trong cái đó là cái bài của Đức Thầy viết, coi như là trong cái đó được ban tu thư, ban hoằng pháp sưu tập lại, sưu tập lại coi như là trong khi đó là những cái bài phụ lục viết coi như là ngoài trong cái thời gian là từ năm 1939 đến năm 47 là không rõ ngày giờ năm tháng. Vậy thì bây giờ cái bài này được cái tiêu đề gọi là chuyển pháp luân, cô bác anh em trong đạo, là lòng thương Lê Thứ đáo Ta Bà thừa chuyển pháp luân dũng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, dạy răng kẻ tục dược nơi hà. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi đó, là lòng thương Lê Thứ đáo Ta Bà là Đức Thầy ở đâu mà Đức Thầy phải trở lại Ta Bà? Thừa chuyển pháp luân là như thế nào, gọi là thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, mà giải đăng kẻ tục dược nơi hà là về cõi ngộ là cõi nào, mà giải đăng kẻ tục dược nơi hà là cái nơi hà là sao mà giờ phải dược nơi hà? Qua 4 câu thi mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi coi như là hết sức coi như là cùng với đồng đạo để mà nghiên cứu coi như là 4 câu thi mà được coi như là đồng đạo nêu lên đây. Thưa chú quý vị, vậy thì bây giờ lòng thương Lê Thứ tức là lòng của Đức Thầy, lòng từ bi chí cực là thương chúng sanh nên gọi là Lê Thứ. Danh từ Lê Thứ, Lê Đà Đen Thứ là cái người dân của mình, cô bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy là Lê Thứ là dân đen, mà ở đây dùng danh từ Lê Thứ Dương Gian Dương Trần hay là chúng sanh gì cũng là một từ lần để muốn nói cho tất cả nhân gian và tất cả các chúng sanh, nên gọi là Lê Thứ, có chỗ gọi là Lê Dân. Và vậy thì bây giờ Lê Thứ, Lê Dân là tất cả các chúng sanh ở trong cõi Ta Bà nên gọi là Lê Thứ. Vậy thì bây giờ lòng thương Lê Thứ là Đức Thầy, là ông Phật thương chúng sanh mà đáo Ta Bà trở lại cõi Ta Bà. Vậy thì bây giờ quý vị được biết đó là Đức Thầy yêu kính chúng ta là thối thân trở lại, mà ở nơi tiền thân của Đức Thầy đó là Đức Phật Thầy Tây An,
Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1807 đến năm 1849. Năm Kỷ Dậu là ngày khai đạo. Đến năm 1856 là ngày tịch diệt tịch ư Bính Thịnh Niên. Khi ngài đã tịch diệt, ngài về cõi Phật. Có bác anh ấy dân đạo. Khi ngài tịch diệt là ngài về cõi Phật rồi, bồng lai điên lại có ngôi Tây Phương Cực Lạc, không ngôi to xén. Phải không? Rồi chỗ khác Đức Thầy nói bồng, Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết á, là bồng á, là cái cõi Cực Lạc á, là cái cõi coi như là ở nơi á, là thế giới là chân trời trở nên là cảnh thiên trước thông tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống hồng trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Còn bài sứ mạng thì Đức Thầy cũng cho chúng ta biết sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn phải len lỏi xuống chốn hồng trần để chịu cảnh chê khen, đúng không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy coi như là về cõi Phật rồi. Vậy đó mà bây giờ trong khi đó thấy tất cả các chúng sanh chịu khổ không thở, không thể ngồi yên mà phải lâm phàm để độ tất cả các chúng sanh, cô bác anh em trong đạo. À, vì vậy cho nên mới lòng thương Lê Thứ là lòng thương tất cả các chúng sanh. Đáo ta bà trở lại trong cõi ta bà này một lần, cô bác anh em trong đạo. Nhưng quý vị mình được biết nghe để mà thận trọng, để mà ráng lo tu, là Đức Thầy, là Đức Phật Thầy Tây An khi ngài ra đời là ngài cho chúng ta biết đó, là ngài luân chuyển để độ cho tất cả các chúng sanh đó là vỏn vẹn chỉ có là 5 lần thôi, cô bác anh em dùng đầu là không còn trở lại nữa nghe. Cho nên ổng mới tiên tri cho chúng ta biết thất niên trụ thế cứu mê tình là 7 năm là Đức Phật Thầy Tây An trụ thế là độ đời để cô bác anh em dùng đạo độ mê tình. Diệt địa trùng trùng khổ chúng sanh là nơi đất diệt này trùng trùng những nỗi khổ, phải không? Phật Pháp Hoằng Dương khai ngũ hệ là Đức Phật Thầy Tây An tiên tri cho biết là Phật Pháp Hoằng Dương khai được 5 đời, khai được 5 đời. Thượng Quân tái lập kiến thanh bình là Thượng Quân trở lại rồi, tất nhiên thanh bình rồi, bây giờ không còn để mà chuyển kiếp nữa. Chỉ bây giờ là Phật Pháp Hoằng Dương khai ngũ hệ đó là sao? Tất nhiên bây giờ từ Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 đến năm 1856 là trong khi đó là ngài truyền xuống được coi như là 4 đời lận. Là tiếp nối đó là tất nhiên là Đức Phật Trùm. Đức Phật Trùm ra đời năm 1868 đến năm 1875 là 7 năm nữa, cô bác anh em dùng đạo. Rồi khi mà Đức Phật Trùm coi như là tịch diệt, nói tiếp theo đó là Đức Phụng Sư. Đức Phụng Sư ra đời năm 1879 đến năm 1890, 12 năm cô bác anh em chưa đồng đạo. Rồi đến năm coi như là năm 1901, năm 1902, năm Nhâm Dần, năm Tân Mão thì ông Sư Giải Bán Khoai xuất hiện ở tại Kinh Vĩnh Tế. Rồi bây giờ là 4 lần rồi phải không? Đến năm 1939 là Đức Thầy yêu kính chúng ta lâm phàm để cứu độ nữa. Đây có phải là Phật Pháp Hoằng Dương khai ngũ hệ không? Thượng Quân tái lập kiến thanh bình tất nhiên là không còn trở lại nữa. Đây Đức Thầy có nói cho chúng ta biết xác định bằng cách rõ ràng. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, đây là chót rồi. Lần thứ chót rồi nghe, mình đừng có nghĩ tưởng coi như là bây giờ còn trở lại nữa rồi mình cũng đầu thai trở lại nữa mình tu nữa nghe. Đừng có ỷ y nghe. Lần này là lần cuối cùng rồi, lần thứ chót gọi lời kêu thúc Thầy nhất cho bổn đạo rõ lòng. Hoặc giả là kiếp chót. Đây có phải là kiếp chót không? Kiếp chót này đây há lại tiết chi sát thân phàm tục xong vì tình cốt dục tương thân cùng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nổi cực hình, phải không? Kiếp chót rồi đó. Thì bây giờ lần này là lần cùng rồi. Vậy thì bây giờ câu này Đức Thầy nói lòng thân Lê Thứ đáo ta bà. Tất nhiên là trở lại đây là một lần, lần nữa để mà cứu vớt cho chúng ta trong thời kỳ hạ quân mật pháp của bác anh em trong đạo. Đó. Thừa chuyển pháp lưng dũng khuyến ca là ngài mới chuyển pháp lưng. Vậy thì bây giờ ngài chuyển pháp lưng để mà độ cho tất cả các chúng sanh để mà giác ngộ tu hành, cô bác anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ trong bài sứ mạng Đức Thầy cho chúng ta biết đó là sao? Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cõi đồng, chứ có về đâu ta đã chuyển kiếp từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Chuyển kiếp từ lâu rồi, chờ đến ngày ra trở thế. Vậy thì bây giờ Đức Thầy ra trở thế là ra trở thế thay vì hồi xưa Đức Phật thuyết kinh, thấy không?
Ví dụ như bây giờ Đức Phật thuyết kinh hồi xưa đó là kinh Bát Nhã, là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Dây Không, Độ Nhất Thiết Phổ Ách, Hồi Xá Lợi Tử Thị Chư Pháp Không Tướng, Bất Sinh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm Thị Cố Không Trung, Vô Sắc Vô Thọ Tưởng Hành Thức, Vô Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp, Vô Nhãn Giới Nại Trí, Vô Ý Thức Giới, Vô Vô Minh Diệt, Vô Vô Minh Tịnh, Vô Lão Tự Diệt, Vô Lão Tự Tịnh, Vô Khổ Tập Diệt Đạo, Vô Trí Diệt Vô Đắc, Chỉ Vô Đắc Cố Bồ Đề Tắc Đổ Y Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy là bây giờ quý vị mình có biết được không? Không biết phải không? Nên Đức Thầy mới ra đời lần này Dụng Khuyến Ca. Dụng Khuyến Ca, dụng là dùng, khuyến là khuyên ca. Lời nói Đức Thầy viết bằng văn vần, đúng không? Cho nên dễ hiểu, quyết dạ trần nên nói lời thường. Mà lời thường của Đức Thầy nói sao? Băng tâm ngẫu hứng thường nhàn, theo đòi nghiêm bút lĩnh bàn tục tiên. Người ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Rồi xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành giao chia. Rồi gắn công trì niệm sớm khuya thân ti còn tốt, tâm đìa cổ mê. Quý vị mình hiểu không? Hiểu không? Hiểu hả? Hiểu cho chàng khóa tay đi. Ai mà không hiểu đó hen, không có vỗ tay đó. Vỗ tay mình mới hiểu, phải không? Vậy thì bây giờ mình đã hiểu vỗ tay rồi đấy hen, là bây giờ đó là dụng khuyến ca. Tất nhiên là Đức Thầy dụng để mà khuyên chúng sanh, để mà dùng thơ ca của bác anh em chứ đạo, tất nhiên là cái lời đó dân dần cho chúng ta dễ hiểu. Đó là thừa chuyển pháp lưng, nhưng mà hồi xưa thì khác. Rồi bây giờ Đức Thầy ra đời là khác với dụng khuyến ca. Thi ca nhiều nẻo thậm rồi đa, hầu tỷ sứ thần giả chuyển xa. Nhưng mà khi thi ca của Đức Thầy viết bằng văn dần, hồi xưa mà viết bằng văn tản vậy đó em, là kinh đen là quý vị không có ngâm nga được nha mấy chị. Mấy chị Úc, chị Sáu chứ, và tất cả chưa quý vị. Nhưng mà bây giờ coi như là Đức Thầy viết bằng văn dần, rồi văn dần coi như là mình cứ ngâm nga không hả? Có không quý vị? Cho nên Đức Thầy nó thấy dương trần xem giảng, ngâm nga lão xót dạ đôi lời trần tố. Cho nên bây giờ mình có ngâm nga thì ngâm nga ngang, nhưng mà chúng ta coi như là dương trần xem giảng cứ ngâm nga. Nhưng mà ngâm nga đó hiểu nghĩa đó là đáng kim ngàn. Ngâm nga mà phải hiểu nghĩa mới được. Ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngàn, quyền bí nhiều lời chỉ thiệt xa, bổn đạo ráng tìm cho cặn kẻ lòng hiền Phật độ khỏi tinh ma. Vậy thì bây giờ quý vị cứ ngâm nga thì ngâm nga, nhưng mà cần phải tìm nghĩa. Còn mà ngâm nga đó mà chúng ta không hiểu nghĩa thì là thấy Đức Thầy viết văn dần ngâm nga nghe nó hay, nghe không? Có bác anh em dùng đạo mà cứ ngâm nga hoài thì cái chỗ này không tốt. Có bác anh em dùng đạo, đó là thừa chuyển pháp lưng dụng khuyến ca. Rồi bây giờ qua hai câu sau đó là cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ. Có bác anh em dùng đạo, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ là cảnh tỉnh tất cả các chúng sanh là ở trong cõi ta bà này. Nếu như ai còn mê, mà mê cái gì? Cô bác anh em dùng đạo, đây Đức Thầy cho chúng ta biết mãn sai xưa theo cuộc vui chơi, đúng không? Nên kiếp kiếp đời đời lên xuống, đây là cái mê này nè cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ ai có quy y, ai có tu hành, ai có giác ngộ theo đường lối của Đức Thầy thế, từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành, sao nữa? Xin đừng vậy đeo đắm lợi danh, đây là mê. Xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức thư danh dạy truyền, mai sau được gặp cõi tiêu hủy tình nguyện ít ước khổ phiền lòng ta. Vậy đó mà bây giờ chúng ta quy y tu rồi mà giờ cái cục mê này bỏ không được. Có anh em nhận đạo. Cho nên hố tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh tham sắc tham tài ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách trần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ thì tánh tham khó trị cho lành. Mà hễ tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Mà danh có được sắc tài liền bắt, mà tài được rồi danh sắc nó theo, sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba điều danh liêu. Mà dứt một cái cả ba cái, nếu mà ngã bên nào cũng chịu khổ sao. Mà vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Có vợ chính rồi muốn thêm hầu lẻ, được tình nhân muốn quật cũng bẻ thêm duyên nữa. Thấy lòng người không phút nào yên, sự tham muốn vô chuyện như vườn mê. Cho nên Đức Thầy mới cảnh tỉnh người mê là cảnh tỉnh những cái người này, thấy không? Để mà về cái cõi ngộ, tất nhiên bây giờ chúng ta coi như là phải làm sao? Lôi chân ra khỏi trò màu tầm trong lánh đục, tẩu đào mới ngoan, theo ta
chốn tiền bàn, đặng coi các nước hội hà năm non hoặc giả là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng chúa của bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ ở đây là chúng ta nghe theo lời Đức Thầy là phải cảnh tỉnh người mê, là Đức Thầy cảnh tỉnh giác ngộ cho chúng ta là cái người mê. Thì bây giờ nếu như chúng ta được nghe qua lời giáo huấn Đức Thầy thì sao? Là phải tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường, đổ bát chết chen chân, nếu lỡ cơ buông tảo bán thần, thân chí cực mình nói lần thân không dứt là còn mê. Vậy thì bây giờ cái mê của chúng sanh này không bây giờ có như là hết được. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta muốn về cõi Phật là chỉ cần có một điều một hà, đó là dứt mê thôi. Cổ dĩ tâm thanh ly khổ hải, kim bằng tánh tịnh sức mê độ, xưa bởi tâm mê. Xưa bởi cái như là cổ dĩ tâm thanh, xưa bởi tâm thanh mà lìa khổ hại, nay nhờ tánh tịnh mới khỏi đường mê. Cô bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần dứt khoát có một điều một đó thôi. Đó là gì? Đó là phải coi như là hố mê, là chúng ta cần phải. Cần phải sao cô bác anh em trong đạo? Là còn mê là thiên hạ chưa thời nào vui, bởi mê mới làm tôi thị dục. Nếu ngộ đâu tụng phục lòng ta, mà dục tà điều hại người ta. Mê là thống khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì sát thân khởi sướng, tà thường vì vọng tưởng gây ra. Cả hai điều thứ mắc lò, lại gần thì thấy hại, xa không tường. Gần dứt thở, trên giường chưa biết, bảo vợ con nấu tiếp đường lầm. Vì tình mà thọ cảm tâm, vợ con rồi cũng lũi lầm theo luôn. Nghiệp cha mới vừa buông, con bắt mê. Không, nghiệp cha mới vừa buông con bắt là ông cha mới vừa chết rồi, để lại bắt đầu trong khi đó chúng ta mê nữa. Cho nên kỳ đó Úc Châu nói câu nói này, tôi nghe con còn nhớ còn có lý. Ông nói coi như là hồi xưa ông cha mình ông mê lâu quá rồi ông chết, cái bây giờ bắt đầu mình mê nữa, bắt đầu khi mình đi cưới vợ đăng lên cái bản tân hôn. Còn nói tân nó là mới hôn, nó là mê, mới mê cho nên đăng bản lên cho tao biết. Có không? Không đăng bản sao tao biết được, thấy không? Còn cái người nữ bắt đầu đăng lên cái bản du quy để mà cho tao biết mình coi như là mới mê nữa, thấy không? Du là về, du là qua, mà quy tức như là về, là về nhà chồng ở. Mà khi về nhà chồng ở rồi đó làm sao? Cho nên coi như là trong khi đó cái bài ca con gái của mẹ đó, cô bác anh em dân đạo, là mẹ làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng mặn nồng nước mắt chân cơm. Mai mốt đây con đời về làm dâu thiên hạ là cả một đời mới trao chọn cho người ta. Rồi mai mốt đây khi bóng xế tuổi già biết ai hầu hạ từ bát cơm chén nước. Cho nên khi đó mà về nhà chồng rồi, trong khi đó là không có trở về nhà bà cha mẹ mà lo được gì chân trội. Cô bác anh em trong đạo là mẹ làm dâu thấy rõ ràng ông chồng hở hở xách cây khoan, mẹ thì đũa xả như cơm bữa, rồi cha nhậu lê mê lại hát giang, con khóc con đau con cứng cổ, cháu khung cháu phá nghiệp tan quan, rồi lo nhà lo gạo lo trăm thứ, là mẹ làm dâu khó nổi nhà, phải không? Vì vậy cho nên nghiệp cha mới vừa buông con bác mà hết cháu rồi, cái chắc nói chuyện cứ như thế đó lưu liên kiên nên một khối thảm duyên nhiều đời. Cha mẹ chết cái con rơi nước mắt, mà con chết thì cháu chắc khóc ròng, mà vợ con chan chứa vì chồng, chồng thì vì vợ mà đôi dòng lễ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thủy bốn biển lo đem dí, không bằng sanh ly tử biệt vô ngàn dây quan, đáng sợ nợ trần đăng ghê. Nghe không? Dẫn sự bởi ma mê dẫn lối nè, mà trăm việc do quỷ tấu cầm đầu, mà giác xong mê nọ còn đâu ngộ rồi tối thấy bị, tối ấy bị thông mất liền. Trong tâm khởi giữ hiền phải biết, mà lấy trí phân thì phải gành. Cô bác anh em trong đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta cần phải bừng tỉnh lại, cô bác anh em trong đạo, bình tĩnh lại mới biết cõi đời là mộng. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, là quyết đánh tan quan trái của cuộc đời, bồi đắp lại cuộc đời xe đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, gốc cuộc đời mồ lạnh ấp xương khô. Miếng đỉnh chung xô xé thật điên rồ, thân cát bụi phải trở về nơi cát bụi, cô bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải sao? Là chúng ta cần phải mê đâu thì sanh đó, không xê lưng hầu bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bứng gốc mê cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết hoài đầu trở lại, có đi dầu sao mấy cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, dạng sự ở tinh thần cương quyết. Lo liệu trước khi đời tận diệt, rằng lâm chung hấu tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, vậy mới trở thành người siêu thoát. Vậy thì chúng ta cứ như là mới không còn sinh tử nào trở lại, phải không? Thưa cô bác anh em dừng đạo, đó là cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ. Bây giờ qua câu đó đi nghe. Bây giờ đến câu chót
là giải răng kẻ tục vượt nơi hà. Vậy bây giờ giải răng kẻ tục vượt nơi hà đó là sao cô bác anh em dòng đạo? Đức Thầy giải khuyên những kẻ ngổ ngang là khi chúng ta coi như là hung dữ, Đức Thầy đem cái lời để giải khuyên. Mà giải khuyên không được nữa thì Đức Thầy răng. Cô bác anh em dòng đạo là sai chư tốn xuống răng trần thế, nghe không? Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đây là vừa giải mà vừa răng mà chúng ta không nghe nữa là cỡ như rồi. Cô bác anh em dòng đạo giống như hồi xưa có cái ông giữ ngựa, nghe không? Là con ngựa mà trong khi đó nó khôn nó hen, là cái râu mà vừa nhá gió rồi nó giọt, mà tới con ngựa nó hơi lì đó hen, là trong khi nó quất vào cái lưng nó mới chịu chạy. Mà cái con ngựa thứ ba rồi nó hen, quất vô lưng không nhúc nhích, dùng cái cây coi như là có giống như mũi đinh chích vô vậy đó, mà nó không coi như là nhá, không chịu nhúc nhích, không chịu đi, đúng không? Còn mình bây giờ đó hen, ai mà chịu giác ngộ tu rồi hen, nghe qua vô thường khổ sở là giác ngộ tu liền. Còn có nhiều người coi như là thấy người chết bên cạnh mình, cha mẹ mình, dòng họ mình mới giác ngộ tu, là giống như con ngựa quất vô coi như là trong mình nó một râu. Còn mình tới cái dạng mà lì rồi đó hen, chích vô đau vậy đó mà không nhúc nhích nữa, là cái dạng chết ở bên cạnh mình cả đống mà mình không thấy nhúc nhích. Mà cô bác anh em dân đạo, cho nên mình phải coi như là ta thấy là người khác chết lòng ta rất xót xa, không phải chết, không phải xót cho kẻ chết gì sẽ đến thân ta cũng phải chết thôi. Mà như vậy tất nhiên là trong khi đó là Đức Thầy mới răng bằng cái cách giống như là bây giờ, giống như con ngựa bây giờ là phải chích mà chúng ta còn không nhúc nhích được. Cô bác anh em dùng đạo, à vậy thì bây giờ đó là dạy răng. Nhưng mà kẻ tục vượt nơi hà đó là sao? Kẻ tục tất nhiên là chúng ta đang sống trong cõi tục này nè, là gánh trần tục, hãy mau quăng ném, hãy mau chơn gấu ghém sự tu, nào dù hương bắt nước công khô, nào tịnh niệm A Di Đà Phật, là chúng ta đang sống trong cõi tục. Mà sống trong cõi tục đó là Đức Thầy nói dạy răng kẻ tục là mình đang sống trong cõi tục này. Mà vượt nơi hà, tu làm sao để vượt nơi hà nghe. Thưa cô bác anh em dòng đạo, vậy thì bây giờ ai tu mà còn lương khương, còn làm biến, không chịu cúng lại, không chịu ăn chay, không chịu niệm Phật, không chịu làm lành, không chịu bố thí, không chịu nhẫn nhục, không chịu là trao niệm qua giáo lý Đức Thầy thì sao? Là không bao giờ vượt nơi hà được. Vậy là nơi hà đó là cái gì mà cần phải vượt? Cô bác anh em dòng đạo, nơi là bùn sình, hà là sông nước, nơi hà là bùn đất là nước. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ nơi hà đó là gì? Đây Đức Thầy nói cho chúng ta biết nghe một rợn ốc, đó là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, là chúng ta tu lơ mơ là không vượt nơi hà được, là linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Mà nơi hà đó là gì? Tất nhiên là bùn là nước. Mà bùn là nước đó là sao? Tất nhiên là chúng ta không tu thể gian tà hồn xác cũng tiêu. Tất nhiên là chúng ta sau này tiêu gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương bá tánh chính chiều được đau, phải không? Tiêu hết. Cho nên bây giờ tiêu hồn tiêu xác, mà Đức Thầy cho chúng ta biết mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc cát lân giữa kề. Mà chúng ta không còn thân xác, không còn hồn, tất nhiên là phải làm bùn, làm nước, làm cây đá. Cô bác anh em dùng đạo, như thế bao giờ biết tỉnh tu? Hãm giam hồn xác trốn lao tù, làm bùn, làm nước nè, là nơi hạ nè, làm bùn, làm nước, làm cây đá, trơ trọi giữa trời vạn kiếp thu. Cho nên bây giờ chúng ta mang cái thân xác này, mặc dầu chúng ta là khổ thiệt ha, nhưng mà cũng còn đỡ. Cô bác anh em chứ đồng đạo, chứ thật sự ra nếu như mà ra cho mạc, ra nơi cây cỏ, trong bùn lầy hoặc chỗ nhút nhơ, sống trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn tử bao giờ đã mang. Vậy thì bây giờ nếu mà vào trong nơi hà đó, là trong khi đó là phải xuống trong thời gian 10.800 năm gì đó, cô bác anh em dùng đạo mới trở lại được nha, chứ không phải là đơn giản. Cho nên Đức Thầy nói là thiên muôn thu thiên định nhất kỳ, tất nhiên là 10.000 năm mới trở lại một lần nữa. Vậy thì bây giờ 10.000 năm bây giờ chúng ta không tu thì bây giờ linh hồn chúng ta chết lần này bị đọ. Mà bị đọ đó là sao? Nhất đọ linh hồn cư thủy 2.000 năm. 2.000 năm đọ làm nước, để cho người ta giặt vũ đâu đó coi như là để đền tội. 2.000 năm nhất đọ linh hồn cư thủy.
Rồi nhị đọa linh hồn cư thổ là làm đất. Đó là nơi hạ nè. Nhị đọa linh hồn cư thổ 2000 năm làm đất. Rồi tam đọa linh hồn cư kim thạch là 2000 năm nữa làm coi như là đất, làm đá, làm sắt. Rồi tứ đạo linh hồn là cư thảo mộc là 2000 năm nữa làm cây, làm cối. Cô bác anh em dùng đạo, làm bùn, làm nước, làm cây đá trơi trọi giữa trời và kiếp thu. Rồi 2000 năm sau nữa là ngũ đạo linh hồn cư sanh vật. Là ngũ đạo linh hồn cư sanh vật là bây giờ không còn 2000 năm nữa nghe, không có quy định 2000 năm nữa mà 2800 năm. Rồi bây giờ hỏi tại sao mà tới 2800 năm làm bùn, làm nước, làm cây đá, làm kim thạch là mình chấp nhận trả nợ không? Trả quả không? Nhưng mà tới làm con vật đó là vừa trả vừa dai. Ví dụ như bây giờ con chó ha, là trong khi đó nó giết con này con kia, con mèo nó bắt chuột bắt này kia nó ăn. Cho nên vừa trả làm thân con vật mà vừa dai, vừa trả vừa dai, cho nên phải cộng thêm 800 năm nữa. Là 10.000 có như là 800 năm có không? Bây giờ Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy mới nói chớ mong yên thử ẩm hà. 10.000 là 10.000 đó kể. Năm lẻ là 800 năm. Cửa nhà đâu con? Không có cửa có nhà gì chăng? 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con? Mày ta nhắc lại héo giòn cho trẻ, cứ đau lưng đừng để đừng chia. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ đây là dạy răng kẻ tục, là dạy cho tất cả các chúng sanh vượt. Vượt nơi hà là vượt qua cái cảnh khổ này. Đến chi? Đang về nơi cái cảnh tiên. Cô bác anh em trong đạo khuyên bá tánh tầm tiên rời tục. Chỉ mái trời bày tỏ việc về sau. Vậy thì bây giờ kiếp này mà chúng ta không chịu tu như thế, bao giờ biết cảnh tu là chúng ta không tu nữa. Thì bây giờ sau này chúng ta phải bị đọa như vậy đó cô bác anh em trong đạo. Là chúng ta không có mong gì trở lại. Cô bác anh em trong đạo, biển hồng trần sớm gọi cho xong, ngài lập hội mới mong trở lại. Chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn nghe. Thôi thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ nơi tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta đang đồng hành trên con đường tu học, thì bây giờ chúng ta gắng nghe lời thầy dạy. Lần này là lần chót, lần này là lần cuối, và cuối cùng rồi là chúng ta coi như là người nào có tu, người nào hiền thì chúng ta sẽ được trở về nơi ngôi vị. Tất nhiên là Đức Thầy cho chúng ta biết đó là nở đâu lại dài bờ đồng lội cũng gốc ngài Thượng Đế xuống trần hoài đầu. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Rồi Bạch Trinh giữ lấy nghĩa dân muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Không. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cố gắng, cô bác anh em trong đạo chỉ còn một cơ hội này thôi, không còn cơ hội nào khác nữa. Mau mau kiếp kiếp chân trần chúng sanh còn có, lập thân hội này. Lo lo liệu liệu chịu tiếng trần có một hội này, lập lấy thân nếu để trễ trời e chẳng kịp. Thiên ai phi sống ráng chân trần ngang, chỉ còn một cơ hội này thôi, tất nhiên là cơ hội cuối cùng. Mà chúng ta không chịu tu tất nhiên là sau này chúng ta coi như là phải đền tội. Cũng đừng trách sao Phật tiên sao không chỉ bảo. Cô bác anh em dùng đạo, cuộc đời quá khổ mà không, không chỗ nào vui. Xét tới xét lui tu là hạnh phúc. Bài tường trong đục cạn lẽ thiệt hơn, mau sớm trở chân để còn cơ hội. Chớ gây điều tội, chớ vướng điều tà, lập hậu long qua thì làm có mặt. Đèn trần sắp tắt, trái đất gần tiêu, làm phước cho nhiều, từ bi cho khá. Cuộc đời tạm giả, không chỗ tựa nương, mau đến Tây Phương tìm nơi ăn dưỡng. Ai còn lần lựa, hẹn mốt hẹn mai ắt cũng có ngày hút đò khóc mướt. Ai mà tính trước bất diệt lo giàu, đạo đức cần trao đó là chân hạnh phúc. Ai lo tu rút lễ Phật thường hành, chừng núi quá thành Phật tiên cũng cứu. Ai mà có đủ công đức giúp đời, chừng gặp ta trời nước dân không đắm. Ai mà sợ lắm nạn đói sau này, ráng nghe lời thầy giúp cho kẻ thiếu. Ai sợ chết yểu muốn sống thượng quân, đạo đức keo sơn bình lòng tinh tiến. Nguy cơ đã hiện thấy hãy lo xa, siêng niệm Di Đà mãn cầu như ý của bác anh em trường đạo. Và kính thưa quý vị, suốt trong thời gian 2 tiếng đồng hồ đồng đạo ngộ và chúng tôi trao đổi giáo lý, và tất cả chư quý vị trên tinh thần Phật pháp suốt trong thời gian, và chúng tôi cảm kích nỗi lòng của tất cả chư quý vị. Thôi thì từ đây chúng ta, từ đây trở về sau, chúng ta hãy cố gắng nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy, giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ, thì ngày rồi gặp ta. Tất nhiên là chúng ta cố gắng làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy đi, thì sau này chúng ta sẽ được gặp Thầy. Mà cái ngày đó là cái ngày giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cho con. Bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than. Đó là cái ngày cuối cùng mà chúng ta mong đợi. Cô bác anh em trường đạo, vậy thì bây giờ trong cái chương trình trao đổi Phật pháp, tất cả chư quý vị ủng hộ cho cái giáo lý
và đã thấm nhuần qua cái chân lý Đức Thầy rồi, thì bây giờ từ đây trở về sau chúng ta hãy cố gắng ngang tận dụng trong thời gian được một ngày nên một ngày, được một buổi nên một buổi, được một giờ nên một giờ. Tất nhiên là chúng ta đừng bỏ thời gian quý mà ủ mất cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết nạn tai sắp đến đó nghe. Mà ngao du hoài, tất nhiên là đừng có ngao du, đừng đi chơi, đừng cái kiểu này kiểu kia mà nó mất thời gian nó uổng. Cho nên bây giờ chúng ta tận dụng được một lúc nào nên lúc nãy, cũng như là tiết kiệm công ráng bòn, đức lành ráng mót, tâm gần luôn, hạnh chúc cho luôn, công đức già tâm hạnh là nguồn, lấy đó nấu liền luôn với Phật. Đó tất nhiên là chúng ta phải như là cố gắng vậy cô bác anh em, dùng đạo tu cao cả, ráng tu đừng chán. Tu cho nên thể tháng thể năm, trên đường tu phải trung thủy với tâm, sống thác quyết tu tầm cho đến Phật nghiêng. Là chúng ta phải cố gắng như vậy, để chúng ta như là đến một ngày đó là chúng ta sẽ được thành công mỹ mãn của bác anh em chuyên đạo. Vậy thì chúng ta cần phải cố gắng, cần phải siết, cần phải tu, cần phải dẻo dai, cần phải hành trì và không có bỏ khuý lãng một cái giờ nào hết. Đó là dù cho lăn lóc ráng kiên trình, kiên trinh mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan và chợ này gian đó bao phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài, bình gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa thiệt khai thiên địa tận hoàng, gom một mối phàm trần giảng kiếp, kiến bồng lai của anh em dừng đời. Và kính thưa quý vị, và chương trình trao đổi Phật pháp chúng tôi trao đổi giáo lý cũng như đồng đạo ngộ, quý vị ủng hộ trên tinh thần giáo lý chắc có lẽ là có rất nhiều phước duyên và công đức. Và trong hôm nay nếu có điều chi gọi là phước duyên công đức, xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà khinh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hướng linh người quá giảng là thân hữu đồng đạo hai quan được nâng vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chứ quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được tinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn. Và sống trên đời không gì bằng tinh tấn, tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống đưa lên trong kiếp sống ta bạc, chỉ tinh tấn mà vượt qua khổ hạn. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này được công sĩ trở lại tất cả chứ quý mình có đều đủ hành lành, đều đủ phước duyên mà chúng ta sẽ được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội Tăng Dân Thánh Đức. Xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chúng quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật.